Honda SH mẫu cũng 2019 mà màu trắng này các bạn. Cũng rất là đẹp, màu trắng đen xì bo, mà đặc biệt là xe này là vô đồ chơi. Cũng ABS mà cũng vô đồ chơi, rất là trẻ trung, rất là sành điệu, rất là cá tính. Mấy xe này thì nó phù hợp cho các bạn trẻ. Bạn trẻ thanh niên. Đây. Cặp cụm rất là đẹp luôn, rất là thời trang luôn. Đây, hệ thống thanh đĩa ABS, phanh ABS luôn. Từ trên xuống dưới, từ trước ra làm sao mới tinh, không một cái gì nào mới nguyên. Hai chiều còn nguyên luôn, tháo lót sàn mới tinh luôn. Quá đẹp, quá mới luôn. Cuộn o lên đằng sau luôn. Nói chung là cái bạn này là chắc thích là cái gu vàng vàng. Em này mang biển số 59N317841. Đó thì các bạn, các anh chị thấy qua cái clip em cũng giới thiệu sơ rồi, xe nó còn sạch đẹp, máy móc nó cũng sạch, ngon rim. Và với một cái chiếc xe Honda SH 2019 150 gắn đồ chơi thắng đĩa ABS cho nữa, thì mình mong muốn bán chiếc này với giá 86 triệu nha các bạn, 86 triệu. Và đây nữa cũng là hai chiếc xe mẫu 2021-22. Đó, đây là cái chiếc màu trắng đầu tiên đây ha các bạn, đèn led mắt kiếp tuyệt đẹp luôn, màu trắng chinh nguyên mới tinh, không một vết trầy luôn. Mặt xe này thì đã có đồng hồ điện tử rồi nha các bạn, đồng hồ điện tử rồi. Hay là bánh bằng màu trắng qua đen, hay là bánh
đen qua trắng gì màu bạc gì tất cả đều được hỗ trợ hết. Miễn sao không sao là các bạn có thể mua được cái sản phẩm đó, hài lòng nó vừa ý phù hợp và khi mình mua được cái xe nó ngon nó tốt giá tiền nó hợp lý chất lượng thì ngon thì chúng ta đi chúng ta làm ăn được gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống. Và cái xe đó cũng là một cái phương tiện thức chúng ta đi lại nó tự tin hơn trong cuộc sống thì chúng ta sẽ thành công hơn và có những cái thuận lợi nhất định trong cuộc sống nha các bạn. Rồi em xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Và xe là lúc nào cũng có chế độ bảo hành cũng như là trước khi mua xe là các bạn muốn làm cái gì thì sẽ cố gắng làm theo ý các bạn các chị hài lòng nghĩ có thể nha các bạn. Và đặc biệt là các bạn các chị có thể mua bằng tiền mặt hoặc có thể là hỗ trợ cho các bạn và trả góp và đưa chúng một số tiền tượng trưng hơn ha các bạn, số tiền còn lại chúng ta có thể trả dần 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 cho quá trình chúng ta làm việc thì nó sẽ có nhiều cái nó thuận lợi rồi thì nó lại được thuận lợi hơn nữa nha các bạn. Rồi một lần nữa thì các bạn các chị luôn luôn